Dạ, kính chào tất cả quý hàng thân mến, quay trở lại kênh Máy Hạn Quyền nha. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng năm Quý Mão. Chúc tất cả quý hàng có một mùa xuân mới thật an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gia đình thì luôn luôn gặp nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào. Dòng thứ nhất là Ecomix 200A. Đây là model thôi nhưng mà dòng thật của con Ecomix này nó chỉ có là 135 đến 140A. Mình đang trên tay mình đang cầm cái dòng máy Ecomix 200, sử dụng nguồn dây 1 kg và không có chức năng sử dụng khí CO2 bảo vệ. Máy này thì nó đang trọng lượng đang nặng nhất trên toàn bộ thị trường và cái kết cấu bo mạch nó rất là tuyệt vời ha quý khách hàng ha, rất tuyệt vời. Thì mình bán vừa rồi cũng hết 500 máy, thì bây giờ về 4 xe ba gác, về lại 500 Ecomix, 500 Inoxmix và 500 Multimax 230. Thì trong chương trình chiều nay mình sẽ dành ra là 30 cái máy Multimax 230 này và 50 con Ecomix 200 này. Mình sẽ làm một cái chương trình tri ân và sale đặc biệt. Có nghĩa là trước đây mình bán giá 1.950.000, không có tặng cái kiếng điện tử này. Đó, thì bây giờ hôm nay trong chương trình này mình kéo dài mình tặng thêm cái kiếng điện tử này. À, bây giờ mình sẽ vô mình nói lại là trước đó 1.950.000 là nó bao gồm cái gì. Và tuy nhiên là lượng hàng về là để đón năm mới là năm 2023, mình stock trong kho sẵn để đầu năm mới sau Tết Nguyên Đán mình có những cái dòng máy mà mình không bị động thiếu hàng quá để bán. Thì cho nên là mình dành ra 50 máy loại nhỏ và 30 máy loại lớn. Mình sẽ có những cái khuyến mãi đặc biệt cho tất cả quý khách hàng. Đó thì trước đây á mình bán 1.950.000. Nếu mà quý khách mà tinh ý một chút xíu thì mình đang sẽ nói lại tại sao mà mình đã cân nhắc rất kỹ rồi. 1.950.000 em máy này. Nè khách nhìn nè, em máy này với kết cấu rất là chắc chắn. Một chút xíu mình sẽ mở ruột cho quý khách hàng coi sao. Mình đã tặng theo cho quý khách hàng nè. Một cuộn dây đúng của hãng Wewell E71T-GS. Đây là cái mã của Mỹ, American Welding Society. Đó, gạch GS là không cần có khí CO2 bảo vệ. Thì quay trở lại 1.950.000, trước đây mình đã bán là mình cân nhắc rất kỹ. Thực ra thị trường nó quá cạnh tranh đi và khách hàng, xin lỗi nha, thiếu hiểu biết rất nhiều. Cho nên là cái việc bán nó gặp rất nhiều khó khăn, buộc lòng mình phải hạ cái giá, gần như lợi nhuận không có, rất ít luôn. Rồi, 1.950.000 có cuộn dây này, trị giá 150.000. 5 cái bét hàng này, một cái 5.000. 5.000 nhân với 5 cái là 25.000, 2 cái chụp này là 30.000 nữa là 55.000. Quý khách cộng phụ nha, để mình phải lấy cái viết lông mình ghi vô đây để hồi mình nhớ hết nổi à. Cuộn dây là 150 nè. 5 cái bét này là 25.000 với 2 cái chập khí này là 30.000 nữa là 55.000. Đó, đây là mình nói thật lòng, mình cộng ra luôn rồi quý khách nào không thích thì cứ trả lại cho mình. Sao? Cái bao tay này nè là giá là 25.000. Bao tay này da bò này là da bò công nghiệp nha. Đó, 25.000 nữa. Rồi, tiếp tục. Cái kính này là 10.000 nè. Cái kính này là 10.000. Rồi, cái ke gốc này là 25.000. Hỏi thử quý khách nhìn coi cái phần quà như vậy. Đây là mình đang đóng chính kịch và mình chia sẻ những cái giá trị thật sự. Cái này hũ sáp này nè là 25.000. Sáp này 25.000. Rồi, xong. Đây là những cái đồ mà cơ bản là mình tặng thêm cho quý khách hàng. Còn trong cái máy nó chắc chắn nó phải có kìm hàng que rồi nè. Rồi chắc chắn nó phải có kẹp mát rồi, khỏi bàn nè. Rồi nó có cái bú gõ sỉ rồi, không tính vô nè. Rồi cái súng này không tính vô nè. Buộc lòng cái máy cơ bản nó phải có như vậy thì người ta mới làm được. Rồi, sách hướng dẫn sử dụng bài bản. Giá 1.950.000. Rồi bây giờ mời quý khách hàng theo dõi rất kỹ, mình đọc lại từ đầu tới đích nha. Rồi quý khách sẽ thấy coi mình sell ở đâu. Rồi bây giờ mình sau đó mình lại đóng hài kịch cho quý khách coi. Đầu tiên là cuộn dây mình nói ngược lên đi, tại đồ mình chắc nó lên trên rồi.
Đầu tiên là hũ sáp 25.000. Mình bỏ thùng nha. Hũ sáp 25.000. Tiếp theo đó là cái ke gốc 25.000 là 50.000. Cái kiến này 10.000 là 60.000. Cái đôi bao tay này 25.000 là 85.000. Đó, mình đang trả xuống lại. Cái phần này là 3 5 cái bét là 25.000 với 20 khí 30.000 là 55.000. Bỏ vô. Rồi 150.000. Bỏ vô. Bây giờ chúng ta cùng nhau cộng nha. 50, 60, 85. 85 với 55 là 140.000. 140.000 với lại cuộn dây này là 150.000 nữa là 290.000. Thì quý khách lấy cùng một con máy hàng này cho phép mình làm tròn lên là 300 thì nó dễ trừ nha, còn mỗi 1.660.000 nếu mình cộng ngược lại 10.000 á, đúng không? Lấy 1.950 trừ đi 300 là còn 1.650, bù lại 10.000 là 1.660.000 một con máy như thế này. Thì bây giờ bình thường quý khách đi mua một con máy hàng que của hãng Ares trên thị trường đi, hàng gia xích mà Ares 120 nó đã bán 1.950.000 rồi, mà nó đâu có chức năng hàng mic và nó đâu có những cái đồ như thế này, nó chỉ cho quý khách hàng là cái kiềm hàng, kẹp mát thôi. Thì bây giờ một con máy này nó giá tận mạc như vậy rồi, mà trong khi đó chất lượng nó rất là cao. Trong khi đó quý khách nghe lời trên thị trường đi mua một cái máy rồi. Bây giờ mình chuẩn bị chuyển qua mình đóng phim hài cho quý khách nghe nha. Nếu mà bây giờ đóng phim hài nè, giá 1.950.000, tặng cuộn dây của họ nó có nửa ký thôi nha quý khách, để ý cái máy đó cuộn dây chỉ có nửa ký thôi nha, mà dây không có chất lượng nữa, dây là tổ hợp nó làm ra, không có một cái hãng gì hết. Rồi bây giờ mình đóng phim hài nha. Đây mình chuẩn bị vô phần phim hài, giá 1.950.000. Mình giả bộ đóng phim hài giống trên mạng đi nha. Giá 1.899.000, quà tặng 180.000 cuộn dây. Một đôi bao tay da trị giá 100.000 là quà tặng nha. Một hũ sáp trị giá 50.000. Một cái ke gốc trị giá 100.000, quà tặng. Một cái kiến trị giá 50.000. Nó đang đóng phim hài mà quý khách lại tin 50.000. Tiếp tục gì nữa? Hết chưa? Hết rồi ha, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cộng quà tặng lại. Giá 1.899.000 sẽ bao gồm quà tặng nè, cộng phụ nha quý khách. Quà tặng nè, cuộn dây hàng đây 180.000. 100.000 này là đôi bao tay là 280. 50.000 này là hũ sáp là 330 cộng với cái ke gốc 100.000 là 430 cộng thêm với cái kiến này 50.000 nữa là nhiêu? 480.000. Thì vậy đó quý khách nhìn thấy đi, quà tặng 480.000. Mình không có tính mấy này, không tính súng ống gì chơi. Đó, quý khách thấy rất rõ một cái máy đẳng cấp rất cao mà quý khách không hiểu được. Đó. Rồi, bây giờ mình trở lại một lần nữa, mình đóng phim hài rồi sau đó mình vô chương trình khuyến mãi sale của mình trong chương trình chiều nay nha quý khách hàng nha. Rồi, xin mời tất cả quý khách hàng quay trở lại. Hôm nay mình sẽ sale dòng máy này với giá 1.899.000, bao gồm những phần quà tặng rất là đặc biệt như sau. Một cái kính hàng rất xịn hào là 50.000, một cái ke gốc trị giá 100.000 là 150.000, một hũ sáp 50.000 là 200.000, một đôi bao tay da 100.000 nữa là 300.000, và một cuộn dây hàng này 180.000 nữa là 480.000 quà tặng. Rồi xong cái phần đóng phim hài. Rồi bây giờ mình vô phần khuyến mãi chiều nay. Thì trong chương trình này thì mình sẽ chân tình vẫn bán giá 1.950.000 giống như những quà tặng mà không đóng phim hài là như thế này. Nói lại lần nữa để quý khách nắm: cuộn dây hàng 5 cái bét, 2 cái chụp khí 55.000, 25.000 là cái đôi bao tay, một hũ sáp mà một cái kiếm 10.000 là nằm đây. Rồi cái ke gốc nằm đây 25.000 nè. Rồi tới cái hũ sáp này 25.000.
Rồi nãy giờ cái phần quà mà mình không có đóng hài á, mình không đóng hài là bao nhiêu? Đây cái phần quà mình không có đóng hài nha, mình không có đóng hài Hoài Hương với Hoài Linh với Việt Việt Hương á, 29 rồi. Rồi trong chương trình chiều nay mình dành ra 50 máy, mình tặng cho quý khách nè. Một cái kiếm này nếu đóng phim hài nè, 250.000 cộng vô. Đưa vào bên phần hài kịch. 250.000 là cộng với 480 này ra nhiêu? 250.000 cộng mấy? 730.000 quà tặng. Nếu mà đóng theo phim hài là 730.000 quà tặng. Đó, 730.000 quà tặng. Tuy nhiên, quay trở lại nói một cách nghiêm túc, đây là cái kiến này trị giá có 68.000 thôi, nhưng mà mình cũng ghi vô đây là 70 là nhiêu? 360.000. Rồi 360.000 này là thật tình của mình là tặng theo con máy Ecomix 200 nhau khách, một con máy đẳng cấp thật sự luôn. Mình nói thật, riêng mình dám tự tin mình nói nó là con máy tốt nhất trên thị trường hiện giờ. Mình dám nói trong cái phân khúc mà sử dụng máy mít 1 kg không dùng khí, nó đang tốt nhất và nặng nhất trên thị trường hiện giờ. Mình sẽ mở ruột cho khách coi liền. Đó, thì toàn bộ những cái phần quà mà chính kịch này 360.000 quý khách không lấy, trừ hết lại cho mình luôn. Quà tặng như thế nào trừ lại y chang vậy cho mình. Lấy 1.950.000 trừ ra, rồi lấy con máy này về, thì quý khách sẽ có là một cây súng. Rồi bỏ quà qua bên, bỏ hết. Rồi bỏ qua bên. Rồi quý khách sẽ có súng hàng, kìm hàng, kẹp mát. Rồi đầy đủ. Là trừ ra bao nhiêu tiền? Trừ ra 360.000. Quý khách nhớ nha, là cái máy của chúng ta lấy 1.950.000 trừ đi. Đó, quý khách nào cứ như vậy thì làm. Đó là chương trình khuyến mãi nghiêm túc của mình. Đó, mình đang nói rất là nghiêm túc, chứ không có đóng hài. Nếu mà mình đóng hài, mình nói là giá 1.950.000, mình sẽ tặng quà là 730.000. Nghe quý khách nè. Đó. Rồi xong, bây giờ mình sẽ vô mình thử liền và mình sẽ mở ruột cho tất cả quý khách hàng coi cái độ mạnh của nó như thế nào và nó dễ hàng và nó tốt như thế nào trên thị trường. Rồi bây giờ mình cân rồi quý khách thấy rõ nha, nó đang nặng nhất thị trường giờ đó, 4.2 kg. Nó đang nặng 4.2 kg. Rồi xong. Đây là máy của Đức. Rồi mời quý khách theo dõi máy của Đức nha. Rồi mình sẽ tiến hành coi cái máy này. Rồi mình sẽ tiến hành mình mở hai cái bo mạch ra luôn để chúng ta cùng nhau tham khảo máy Đức và máy của Trung Quốc. Rồi mình sẽ mở cái bo mạch từ đầu cuối cho khách hàng, rồi sau đó mình vô mình hàng sao. Nhìn cho kỹ cái lóc hết sin này nha. Đó, một con máy lóc hết sin nhìn cạnh này qua, nó dày cỡ này là 10 ly nè, 10 ly. Nhìn bo mạch làm nè. Đây là mặt trong nè. Rồi, linh kiện điện tử nè, đổ một lớp keo dày cui cui luôn nè. Rồi. Và biến thế nè. Xịn hào nè. Tụ nè. 400V. 400V, 330 microfarad, 390 microfarad. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng hai dòng máy. Đây. Đây bo mạch đây. Để hồi mình sẽ cho quý khách coi, mình cân luôn. Rồi cái bo mạch chất lượng này, hết sin nè khách, nhìn hết sin nè ha. Nhìn hai cục hết sin là tự biết ha. Đây mặt sau. Đây là mặt sau của máy. Quý khách nhìn cái hai cái cục hết sin của nó nha. Để coi nó như thế nào. Đây. Đó, cái độ dày nó tự quý khách coi cho mình nha. Đây, mình sẽ đo quy veo trước. Đo bo Trung Quốc. Bao nhiêu? Rồi 10 ly, nãy mình cũng nói 10 ly mà. Rồi quý khách thấy rõ ha. Xong chưa? Rồi tiếp theo đo hết sin của máy của Đức. Rồi mình sẽ cùng nhau đo hết sin của Đức nha quý khách. Bao nhiêu? Đó, mời quý khách theo dõi cho chuẩn mực rồi. Cho kỹ đi nha. Được chưa? Rõ chưa? Rồi bên kia đo lại lần nữa cho khách coi lần nữa mới công bằng đàng hoàng. Đo đừng có cắn vô ngay GPT người ta nói chết á. Rồi né ngay GPT ra. Rồi xong. Ok chưa? Rồi quý khách thấy rất rõ nha. Đó. Rồi mà quý khách nào đang sở hữu con Đức rồi mà lỡ mở ra thấy vậy đừng buồn nha. Rồi
đây linh kiện ở mặt mặt hông mặt 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 ở sau của nó nè nha. Coi người ta không cần chim cái gì cả, nó dày nó cứng cỡ này nè đó. Mong tất cả quý hàng trong video này mình chia sẻ rất chân tình từ tận đáy lòng. Đây là một dòng máy của WeWell của Trung Quốc mà sang so với một cầu dòng máy Đức thì quý khách tự thấy rõ rồi đó. Nãy mình xây mặt đích rồi nè, hết xin dày 10 ly và đây là mặt đích của máy Đức, hết xin dày 6 ly. Chúng ta vừa tham quan được cái phần về cấu tạo bo mạch của một con máy Trung Quốc và một con máy Đức ha. Khách nhìn một lần cuối cùng và mình sẽ tiến hành vô phần cân nó lên coi, so sánh cái phần bo mạch của một con máy Trung Quốc với một con máy Đức nó như thế nào thôi. Rồi đây là trọng lượng của em nó và đây là bo khiển. Quý khách nhìn cho kỹ phần khiển này, rất xịn hào. Kỹ, quý khách không cần biết nghề nha, chỉ cần nhìn bằng trực giác thôi. Chứ để mất công nói tôi đâu có biết nghề đâu, ông nói nhiều quá, không cần biết nghề. Mình cho quý khách coi bằng trực giác thôi, về cái chất lượng họ làm thôi. Một con máy này làm sao nó không bền được. Mình nói thật lòng, một con máy về sao không bền được, linh kiện đầy đủ. Đây, bên tay phải của quý khách đang theo dõi, đây nè, bên tay trái hả? Nếu mà nhìn ra đây nè, bên tay trái màn hình quý khách đang là con máy WeWell Trung Quốc với hết sinh bắt rất là dày, với những lá tản nhiệt đầy đủ tính năng công nghiệp. Mặc dù nó là máy mình nói làm cho dân dụng, gia đình, tuy nhiên quý khách tự dùng bằng cái trực quan của mình để coi nha. Đó, nhìn cái biến thế của người ta làm ở trong nè. Đó rồi, đây là mặt sau của con máy nha khách nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhìn lên mặt tổng thể trên này của một con máy Trung Quốc, coi linh kiện của con máy Đức nó đem đi đâu hết trơn rồi. Đó, đây là phần lốc bắt đi diode nè, đây là phần lốc bắt IGBT bắt diode của hãng Trung Quốc WeWell nè. Thấy rõ rồi, quý khách cũng thấy rõ rồi. Rồi xong đây, đây là mặt nội dung của bo, nội dung bo mạch. Quý khách dùng trực quan để tự đánh giá nha. Rồi con máy WeWell Trung Quốc nó có kháng, biến thế nó bự hơn rất nhiều, mà mình chưa bao giờ dám lên 270 nha quý khách. Mình chưa bao giờ dám lên 270. Rồi quý khách tự so sánh hai cục biến thế giùm mình đi. Đó, thấy không quý khách, thấy không? Rồi xong, sau đó bây giờ mình mở cân điện tử để mình cân cái trọng lượng của hai cái bo, không cần cái máy nữa, mệt rồi. Thấy thấy ha. Rồi nha, nhìn kỹ giùm mình nha, đây là cái ruột của con Ecomix nha, WeWell Trung Quốc, 100% Trung Quốc. Rồi xong, biến thế bự như con trâu, có cục kháng để lọc nó ra hàng cho nó mịn, dễ hàng đầu mỏng, chỉnh tinh chỉnh được. Rồi bao nhiêu ký rồi, 1 ký hả? Hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái con máy này. Đó quý khách nhìn rõ rồi, từ xưa giờ mình chưa rảnh cân đó, quý khách nhìn đi, tự so sánh cho mình đi. Đức à, mình đang bỏ lên chiếc cân và trọng lượng của toàn bộ cái ruột của nó là chỉ có là 0,665 kg. Và mời quý khách theo dõi một lần nữa, đây là dòng máy WeWell rất là xịn hào với tất cả những cái thiết kế rất là chất lượng. Đây dùng trực giác, quý khách dùng trực giác giúp cho mình, đừng có nói gì hết đó. Nhìn cái biến thế là rất xịn hào cái cỡ nào rồi đó. Mình sẽ zoom rất gần cho các bạn nhìn thấy rõ một lần nữa nha. Rồi mời tất cả các hàng thấy rất rõ. Rồi, sau đó mình sẽ vô mình hàng nha các bạn nha. Đó, chúng ta cùng nhau so sánh nha. Đó, rồi mình sẽ để trọng lượng này lên. Rồi thôi không cần, bây giờ nãy cân rồi sẽ không phải mấy rồi. Bây giờ mình sẽ để hai biến thế kế bên nhau, rồi mình zoom gần một lần nữa để chúng ta cùng nhau so sánh, dùng trực giác để so sánh. Không được, quay mặt tiền này khách mới thấy. Rồi quay cùng một chiều này mới thấy được, làm phải rõ ràng để khách thấy rõ những cái thị trường bây giờ nó làm kinh hoàng đó. Đây là máy Đức và đây là máy Trung Quốc WeWell. Rồi thường mình vẫn nói với khách hàng là dây nó phải đi chiều này vô ha, đi về mới đúng, chứ không phải đi về xuống là nó gắt con dây. Thì cho nên mình phải lựa cái đầu dây nào sao nó phải đi về. Rồi mình sẽ nhìn vô đây, coi cái đầu dây nó đang nằm đâu. Đây, khách nhìn cái đầu dây nó đang nằm đây đúng không? Thì như vậy cái mình phải lật nó vô như vậy là đúng nè. Rồi hồi nữa cọng dây nó sẽ chạy ngõ này ra. Rồi mình sẽ mở này ra, khách sẽ để rất kỹ lưỡng cái đoạn vô dây này. Nhiều quý khách hàng nó bị lắp vô sai, nó sẽ
bung dây nha. Cái đầu dây này mà khi mình rút ra cẩn thận để nó dây này nó sẽ bung tùm lum đó nha quý khách hàng nha. Rồi mình đưa vô nè. Rồi mình sẽ đưa đó vô. Đưa cái này vô. Rồi cho cái lò xo này vô cái tam giác này tới miếng lông đền. Rồi sau đó mình sẽ dặn con chuồn vô. Đây là toàn bộ quá trình lắp dây. Nó nhẹ nhàng vậy là được. Rồi bây giờ mình tím cái đầu dây coi nãy nó đang nằm đâu rồi. Nó nằm tuốt trong này nè. Các để ý nè, cái đầu dây nó đang đây nè ha, nhìn nè. Mình phải làm kỹ cái đoạn này, nhiều quý khách dễ bị bung cái đoạn này. Quý khách nhớ nắm kỹ cái khúc dây này nha. Đừng bao giờ để cho nó bung ra nha, nó sẽ bung từ lưa luôn. Nắm y về là rất gọn rồi nè. Đó, các thấy không, nắm về là rất gọn. Rồi tay trái nắm đoạn này. Cắt cái đây một cái. Rồi nắn cho nó thẳng thớm rồi. Mình sẽ lòn nhẹ nhàng qua nè. Quý khách để ý đoạn này mình làm rất dài, rất chi tiết nha. Mình không thể nào mà để ẩu cái đoạn này. Để quý khách hàng về lắp nó dễ. Đây, dây nó bắt đầu qua nè. Để ý mình nè, đẩy vô nè. Rồi, nó qua rồi đó. Rất kỹ, quý khách kỹ đoạn này dùm. Rồi đó, dây nó đã lú ra tới đây. Rồi, lấy ngón trỏ này, rà cho nó đúng rảnh ly rồi. Gài cái cần này xuống nhẹ nhàng. Kéo cần này lên. Sau đó chúng ta siết. Một, này là mới có nửa vòng thôi. Hai, là một vòng. Rồi, một vòng rưỡi là đã được rồi, hai quý khách hàng rồi. Đây là quá trình lắp dây vừa xong, mình sẽ bắt đầu tiến hành đi lắp cái súng cho quý khách hàng coi. Trong nhà máy nó cho theo, bịch biết rồi nó làm rất là kỹ. Rồi, mình sẽ tiến hành. Đây là cái dẫn hướng, đây là cái dẫn hướng của cọng dây. Tại cọng dây này nó bung ra như cái lò xo vậy, cho nên mình phải cần cái dây này. Người ta trên thị trường yêu kêu bằng dây ruột gà đó. Mình thì kêu bằng cái ruột dẫn hướng, hay gọi là cái liner. Rồi, đẩy vô nè. Dặn qua nè. Theo chiều kim đồng hồ. Rồi chặt cứng ngắt. Thấy không? Chặt cứng ngắt rồi. Xong. Đây là dây công tắc điều khiển. Nó cũng có cái khắc ở trên nè. Đây là cái khắc nè. Ở trên này nó cũng có cái khắc nè. Đó. Rồi mình sẽ đút vô. Cái này cái rảnh ăn với cái khắc trên. Nhẹ nhàng rồi dặn vô. Rồi quá trình lắp súng đã vừa xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành dây sắt E71T gạch GS. Là dây sắt không dùng khí, chất lượng rất cao của hãng WeWell. Mình sẽ gắn kẹp mát vô trong dấu cộng nha quý khách hàng nha. Nó màu đỏ. Rồi mọi thứ nó xong xuôi rồi ha quý khách hàng. Xong. Bây giờ sẽ tiến hành cắm nguồn. Rồi mình mở nguồn lên. Nói quý khách thấy nguồn nó đã lên rồi. Bây giờ nguồn đã lên rồi thì mình sẽ cho cái số này. Mình đang sử dụng dây 1 ly mà. 1 ly. Cho nên là mình sẽ di chuyển qua chữ plug 1 ly. Mình di chuyển những tính năng sau đây: hàng que, dây hàng 8 gem không dùng khí, dây hàng 1 ly không dùng khí. Đây là cái chức năng hàng tích quẹt hay gọi là lip tick. Đó, thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua chức năng dây 1 ly và mình dặn cái nút A là nút chỉnh tốc độ dây ra lớn nhất để cho dây nó chạy ra nó ở tốc độ cực đại cho nó nhanh. Thưa khách hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ bóp cò. Đây, mình sẽ bóp cò cho dây nó ra nè. Đây, quý khách nhìn nè, dây nó sẽ chạy ra tốc độ nhanh lắm. Vì quý khách nhớ điều đó, khi ở nhà mình lắp dây cũng vậy, mình chỉnh lên cái số 200 lớn nhất để mình bóp cò cho dây nó ra cho nó nhanh. Đó, dây nó đang chạy ra rất là ngọt ngào. Đó, giờ dây nó sẽ lú ra ngoài rồi nè. Đó, bây giờ đã xong. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái bét vô ha quý khách hàng ha. Mình sẽ gắn bét vô. Rồi, mình sẽ siết cái này lại bằng cái kìm nè. Đó, quý khách làm cho nó chặt để nó ăn mát tốt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái chụp khí vô. Chụp khí mình trong video mình cũng nói luôn cách gắn chụp khí 15 AK theo chiều kim đồng hồ vô, mở ra cũng theo chiều kim đồng hồ, mở ra gắn vô cũng theo chiều kim đồng hồ, mở ra cũng theo chiều kim đồng hồ, vừa xoay vừa giật vừa xoay vừa đẩy vô. Đó là cái cách làm của nó, dễ lắm. Rồi bây giờ mình tiến hành mình hàng liền nha quý khách hàng nha. Bây giờ mình sẽ, đây là máy điều khiển kỹ thuật số, sử dụng nút chỉnh điện áp volt riêng và tốc độ dây riêng, tốc độ dây hay còn gọi là ampere nè. Để khách nhìn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ vô mình tiến hành hàn hai cái miếng inox này bằng đây là phương pháp hàn tích, vừa hôm nữa mình hàn tích. Còn bây giờ mình sẽ ghép cái đoạn này bằng phương pháp hàn mít. Thì bây giờ mình hàn cho khách coi nha. Nó con máy mình nó dễ hàn lắm.
Đó, dễ đánh lận con đen đó, khách nhìn thấy món hàng nó đẹp lộng lẫy không nè. Mình chà cho khách coi, chà vô, cứ hàng vậy là người coi cứ tưởng là mình đang mua dính vô một con máy xịn hào nè. Mình lấy nè, quý khách nhìn nè, dây sắt mà nó hàng vô inox nè, cứ tưởng là nhìn vô cứ tưởng là lấy dây inox không đó, rất là dễ bị lừa là như vậy. Mình dám làm video này là mình khẳng định là hai con máy trên thị trường hiện giờ là một con dưới giá 1,8 triệu mà hàng được dây inox vô inox, mình lộn đầu đất mình đi, và cái con nhân danh máy lạnh với bò bê mình mà nó lấy dây 308 LT03 mà hàng vô được, mình cũng lộn đầu đất mình đi. Rồi mình tiếp tục mình hàng này cho xong nha. Mình bon này cho khách coi. Nè, mình sẽ hướng về phía quý khách hàng để quý khách coi cho kỹ nè. Nè, dây lú ra nè. Bon nè. Xong. Quý khách thấy không? Rồi, ở điểm giữa nè. Xong. Rồi, bây giờ mình sẽ hàng hết cái đoạn này để quý khách hình dung ra họ làm như thế nào trên thị trường, họ làm như thế nào nha. Mình hàng cho quý khách coi nha. Dễ hàng dữ lắm. Rồi. Đây là mình đã vừa hàng xong, lấy cuộn dây sắt E71T gạch GS hàng vô inox. Rồi mình sẽ vẫn để y đây nha khách hàng nha. Để quý hồi mình sẽ cho quý khách coi cái độ lợi hại mà trên thị trường nó đang làm cho quý khách nhầm tưởng là đang lấy dây inox hàng vô inox. Đó, mình đang lấy dây sắt mình hàng vô inox. Rồi bây giờ mình sẽ hàng một lần nữa bằng dây sắt vô những cái hộp nhỏ để quý khách hình dung cái độ dễ dãi của con máy này. Cái hộp mỏng này 8 gem. 8 gem ly gì đó. Này chắc tặng ly à. Rồi mình sẽ hàng vô cái ống vuông này, vuông 20 này cũng dày cỡ ly à. Rồi mình sẽ ghép cho quý khách coi nè khách. Rồi mình sẽ chia tay quý khách hàng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ cũng hàng ở cái này, để đây là ứng dụng thực tế nha. Bây giờ mình không còn nói chuyện mà lấy dây sắt hàng inox nữa, mà đây mình sẽ lấy dây sắt hàng vô sắt đó, và ứng dụng thực tế của máy. À, anh mấy em sinh viên hoặc mấy chú mấy bác hoặc là tất cả khách hàng bên ngành trang trí nội thất, ngành cửa sắt mua về sẽ làm những cái tiện ích của nó như thế này. Rồi nó đã dính rồi, mình sẽ bon tiếp điểm ở đây nữa cho khách coi nha. Chỉnh cái tay xuống cho nó bằng phẳng hết. Rồi mình hàng tiếp nè, khách nhìn nè nha, cho đầu dây nó lú ra nè, khách nhìn nè, đó nè. Rồi mình bắt đầu mình hàng nha khách. Đó, đây nó dính hai điểm hai đầu. Rồi đó là cái cách bon và hàng, cái chức năng là đó, dây sắt vô sắt đàng hoàng đó. Đó mình đã hàng xong nè quý khách nhìn, là hai điểm khóa đàng hoàng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng sắt vô sắt nè, dây sắt không dùng khí nè, vô mình hàng nha. Đồ mỏng thì mình đừng có kéo nó lủng quý khách. Đó, mình hàng nè. À, cứ bon bon giống mình là xong. Đường hàng này cả tắc á, mà mình hàng rất là nhanh, nhanh hơn hàng que nhiều lắm. Rồi xong. Khách thấy không? Rất là đẹp nè, thấy không? Đây là những cái con hàng của nó sắp giải nè, rất là dễ hàng, rất là đẹp. Hồi nãy mình mới hàng inox nè, lấy dây sắt mình hàng inox nè. Quý khách hiểu một điều là gì, mình không lấy cuộn dây sắt mình hàng vô inox nó vẫn dính, dính rất tốt luôn, nhưng mà nó làm hư cái bề mặt inox hết đó. Dây sắt nó làm hư bề mặt inox hết đó. Nó vẫn hàng ok chứ không phải là không nè. Nó vẫn ăn, vẫn ngấu, vẫn làm rất là chắc con hàng, nhưng mà đảm bảo với khách là nó sẽ hư bề mặt inox đó. Đó là cái sự đánh lận con đen trên thị trường mà hồi nãy mình thiếu sót, mình quên. Tức là mà mình lấy cái cửa máy mà để lắp cuộn dây E71T gạch GS là mình có hàng
vô inox rồi, hàng vô sắt hộp rồi, mà mình quên để mình làm vô một đường dày cho quý khách coi cái nha. Mình dày mình tăng lên 146 ampe, nó đang nằm ở dạch cam. Đầu tiên thì mình cho vôn lên dạch cam luôn đó. Cam quá một phần một vạch của cam, bây giờ điện áp mình cho nằm trong đầu tiên của vạch cam, rồi mình sẽ hàng một đường trên cái sắt dày để quý khách coi. Lâu quá mình nãy giờ mình quên trong mấy video trước đó, hôm nay mình sẽ hàng một đường sắt dày cho quý khách coi. Đó, đây là mình làm đầu dày ha. Mình tiếp tục làm một đường nữa, rồi hàng tới đâu nó ghiền tới đó quý khách. Đó, rồi. Đó, mình biểu diễn hai đường để quý khách thấy cái độ mịn màng của em máy Eco Mix 200 này. Nó hàng cái tốc độ như cỡ nào, nó xịn hào cỡ nào. Đó, quý khách nhìn nè. Mình thấy mình khoái con máy này luôn á, chứ rất nhìn này, mình nhẹ nhàng nè. Quý khách thấy không? Đó, nhẹ nhàng. Cái mà dây tốt hay không tốt là quý khách thấy sau khi mình hàn xong á, cái độ bám thuốc trở lại của nó rất ít, nó ra cái thịt con hàn. Quý khách thấy ra cái thịt con hàn nè ha. Tại nó còn nóng á, chứ nó nguội là chà cái nó ra hết luôn. Đó, quý khách thấy cái đường hàn của nó là đó, đây nè, đường thứ hai này nha. Đã không, quý khách thấy không? Đó, mình chờ nhẹ nhàng đó, đâu có phải đó là hàng không dùng khí là mối hàng không đẹp đâu, hàng rất là đẹp. Đây mình sẽ làm những cái gì nó thực tế nhất, chứ mình không có lên trên mạng rồi đi ra nổ rồi. Quý khách thấy ha, rồi đây. Rồi đó, đây là hai đường hàng sắt dày. Chương trình khuyến mãi mình cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều lần là giá 1.950.000 quà tặng như thế này, và mình sẽ kết thúc video nha. Một cái súng hàng mít, một đôi bao tay da, một hũ sáp, một cái cuộn dây hàng không dùng khí, 5 cái bét hàng, 2 cái chụp khí, một cái kìm hàng que. Rồi đặc biệt là mình sẽ có tặng cho quý khách hàng một cái kính này trị giá 70.000, búa võ sĩ thì không bàn tới, nó phải có. Máy 1.950.000 quà tặng 360.000, không thích lấy mình sẽ trừ tiền ra. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng, bye bye.